Hello, hay hay. Xin chào các bạn. Hôm nay cái vlog của mình có một cái đề tài là lái xe từ nhà đến sở làm của mình. Sở làm của mình ở nơi đó là một cái hotel. Cái hotel đó tên là Quality Hotel. Nó nằm trong Oslo Farm và nằm trong Oslo 5. Còn nhà mình thì nằm ở ngoại ô. Nhà mình thì nằm gần phi trường lớn nhất của Na Uy. Phi trường này cũng nằm ngoài Oslo và cũng không xa nhà mình. Thì có nghĩa là mình ở ngoại ô đó các bạn. Từ nhà mình mà muốn vào trung tâm thành phố Oslo, mà nơi mình làm việc đó thì khoảng từ 35 tới 40 cây số. Nếu mà mình lái xe, không kẹt xe, chạy đường lộ, không có đèn xanh đèn đỏ thì mình chạy khoảng 45 phút thì đến nơi, vào mùa hè hoặc mùa thu. Thì bây giờ là đang làm mùa thu, mà giờ làm việc của mình thường trong hotel thì là làm ban đêm. Có nghĩa là khi mình đi làm là giờ người ta đi làm về. Cho nên khi mình đi ra khỏi Oslo thì vào giờ làm việc đó thì rất là kẹt xe. Nhưng nếu mà mình đi vô Oslo vào giờ làm việc hay là vào giờ người ta làm việc xong thì rất là ít có kẹt xe, có nghĩa là mình đi trái giờ. Thì cái video này mục đích là để cho các bạn xem từ ngoại ô Na Uy, Oslo đi vào trong thành phố Oslo, Na Uy, cái khung cảnh hai bên đường vào mùa thu nó như thế nào. Thì mình cũng đã có lái xe đi Đức chơi, mình cũng đã từng lái xe đi đến Đan Mạch hoặc là bên Pháp. Thì đúng đó mà nói là con người của mình lòng tham vô đáy, không bao giờ mình toại nguyện với những gì mình đang có hay là mình toại nguyện với cái những cái hiện tại mình đang có. Thì khi mà mình so sánh cái con đường ngoại ô mình lái xe vào mùa thu ở Na Uy so với một cái khung cảnh làng quê ở bên Pháp, thì mình nói thật trong lòng mình á, thì mình vẫn thích ở bên Pháp hơn. Ở bên Pháp nó có một cái gì rất là quyến rũ. Nếu mà bạn đi vào những cái con đường cổ xưa, nó có một cái gì rất là mê hồn, nó làm cho mình rất là bình thản. Nhưng mà ở Na Uy thì nó hơi khác, tại vì nó là thuộc trên miền Bắc Âu, thì cây cỏ đồi núi nó cũng khác xa hơn rất là nhiều. Nhưng mà nếu mình được lái xe từ đây đi qua Đức rồi đến Thụy Sĩ rồi đến Pháp thì mình rất thích chọn lái xe để mình thụ hưởng cái thiên nhiên dọc đường từ nơi mình ở đến nước Pháp. Thì mình đã đi 2 lần, mình tự lái xe và đi một mình. Hai vòng đi hai vòng về, có nghĩa là mình đã đi 4 lần. Nhưng hôm nay thì mình muốn cho các bạn xem đoạn đường từ thôn quê vô thành phố ở Na Uy nó như thế nào vào mùa thu. Thì đương nhiên là có những lúc đoạn đường chắc các bạn xem thì sẽ cảm thấy nhàm chán, nhưng mà mình thì sẽ đệm nhạc vào để cho các bạn nghe cho đỡ buồn. Nếu bạn thích, nhưng mà những loại nhạc mình thích thì không biết là các bạn có thích hay không. Đó. Nhưng mà mình cũng nhắn lại với các bạn là đây là một cái hobby mình làm cho vui. Nếu các bạn thích thì các bạn vào xem, nếu các bạn không thích thì các bạn bỏ qua. Bởi vì mình không có được YouTube bật kiếm tiền cho mình. Bởi vì lần trước mình có những cái bản nhạc mà mình không có mua,
cho nên mình bị lỗi, thì YouTube nó cũng thông báo cho mình, thì mình có xóa rồi. Thì khi mình xóa đi thì những cái lượng người xem của mình nó bị mất, cho nên cái lượng xem nó bị tụt xuống, cho nên mình không được cái diện là được YouTube thanh toán cho mình. Nhưng mà đối với mình thì nếu có thanh toán cho mình thì cái số tiền nó rất là ít, chỉ là một cái chút cổ võ thôi, chứ không có đủ là để mình sống nhờ vào cái lương của YouTube trả ra cho mình. Cho nên đối với mình thì ok, họ bật cho mình kiếm tiền thì cho, mà không cho thì thôi. Nếu họ bật cho kiếm tiền thì là một cái sự cổ võ để mình làm cho nó vui, còn nếu không được thì cũng chẳng sao. Đó là sự thật mình nói ra. Còn về vấn đề người xem thì cũng tùy theo cấp độ và tuổi tác. Thì họ thích thì welcome, you are welcome. Còn nếu họ không thích thì ok, this is the same for me. This is my hobby. Đó là như vậy. Thì bây giờ mình sẽ nói sơ lược trước khi các bạn xem. Từ nhà mình mà tới sở làm của mình á, thì cũng như nãy mình nói là mình đi trái giờ, có nghĩa là khoảng 16 giờ, có nghĩa là 4 giờ mình bắt đầu ở nhà đi. Thì khi mình về đó, có đôi khi cái cô bạn làm trong sở mình, cô đi theo, tại vì nhà cô gần hotel, mà mình làm tới 1-2 giờ đêm để người ta đi một mình thấy cũng thương, cho nên mình chở cô ta về, rồi từ đó mình về nhà của mình. Thì đoạn đường ban đêm thì mình cũng cắt bỏ, không có cái gì đáng để quay. Rồi những đoạn đường nào mà đường hai bên đường ngoài đồng cỏ thì cũng không có gì phải đáng xem, cho nên mình cắt bỏ. Cho nên nếu các bạn nói rằng là một đoạn đường đi hết 45 phút mà tôi ngồi đây tôi xem 45 phút cây cỏ thì cũng hơi nhàm chán phải không các bạn? Cho nên mình cắt bỏ đi. Cho nên nếu mà bạn so sánh với những gì mình nói và đoạn đường trong phim thì không tới 45 phút. Đó là như vậy. Thì chào mừng các bạn đến với video. Tên của mình thì tên cha sanh mẹ đẻ của mình tên là Nguyễn Thị Anh Thư. Nhưng từ khi sau khi ba mình mất thì mình đổi tên, mình đánh lóng lại chữ Anh theo vòng của Tây Âu, là chữ N, là chữ A N N, mình bỏ đi chữ H. Còn chữ Thư Nguyễn thì bên Naui này hoặc là Tây Phương họ không có dùng ngữ vựng hay là chữ giống như mình, đó, thành là chữ Thu. Thì chữ Nguyễn mình tóm gọn lại thành là chữ Niel, N-I-E-L. Khi mà ba chữ như vậy thì mình thấy nó hơi lủng củng, cho nên mình góp cái chữ Thu với chữ Niel lại thành một, có nghĩa là Thư với Nguyễn là thành Thu Niel. Cho nên trên giấy tờ hiện giờ thì mình tên là On Thu Niel. Nếu mà mình ghép hai chữ nó thành một á thì là On Thu Niel, giống như tên con trai là On Tony. Thì con gái mình không có thể dùng tên con trai được, thì mình phải tách rời ra là On Thu Niel. Nhưng mà tên cha sanh mẹ đẻ mình là Anh Thư Thị Nguyễn. Còn về ngôn ngữ của mình á, thì mình biết được, đương nhiên là tiếng mẹ đẻ mình thì mình cũng có thể nói được, nhưng mà sau khi ở Na Uy này 43 năm thì mình cũng hơi quên đi một chút. Có nghĩa là mình nói với một cái cách gọi là trung cấp. Tự vì mình không có tiếp xúc nhiều với người Việt, cho nên mình không có nâng cấp cái ngôn ngữ mẹ đẻ của mình được. Còn vấn đề
những ngôn ngữ khác thì tiếng Naui thì mình thông thạo, mình không dám nói là mình ở một cấp sơ đẳng. Tiếng Anh thì mình cũng trung bình. Mình có biết thêm một ít tiếng Nhật tại vì mình có ở Nhật 2 năm. Rồi hồi xưa thì mình cũng có cặp bồ với một anh người Thụy Điển, nên mình cũng biết một chút ít tiếng Thụy Điển. Còn tiếng Đan Mạch thì rất là khó nghe. Tiếng Đan Mạch khi mình viết, họ viết thì mình đọc được, nhưng mà khi họ nói, tại vì nước Đan Mạch và nước Đức nó rất là gần nhau, cho nên cái tiếng Đan Mạch nó hơi tựa tựa như tiếng Đức, là nó nói giọng từ giọng cổ, cho nên mình rất là khó, mình nghe không được. Nếu mà là người Đức mà biết tiếng Đan Mạch thì có thể là rất là dễ đối với họ. Ok, thì bây giờ để mình dừng cái cuộc đàm thoại này lại, để mà mình cho ghép nhạc vào, để các bạn cùng thưởng thức những âm nhạc và nhìn những khung cảnh. Nói cho đúng thì cũng có thể là hơi nhàm chán đối bạn. Nhưng ok, mình làm YouTube, mình làm vlog là có mục đích của mình ghi lại những kỷ niệm. Chỉ vậy thôi. Ok, hẹn gặp lại các bạn nha. Mình sẽ nói chuyện sau, ok. Chào chào. Đây, bây giờ là mình bắt đầu lái xe từ garage ở nhà mình ra khỏi garage, rồi trên đường đi tới sở làm. Mỗi một cái nhà như vậy thì ở dưới tầng hầm đã có một cái garage, thì mình có một cái bãi đậu xe trong cái garage này. Thì trong bãi đậu xe của mình có ổ cắm điện để mình sạc bình. Đi thôi. Oh,
We love.
Don't be sad, don't be lonely. Don't you know that I love you only? Just be mine, and I'll be yours forevermore. Don't shed a tear, don't hang your head and cry, for no we can make it. We can make it. Just be mine, and I'll be yours forevermore. Let's stick together, and you will see. Come rain or come shine. Một đoạn đường dài từ nhà mình mà cho đến sở làm, từ phi trường Oslo cho đến trung tâm Oslo và đi đến nơi mình làm việc là Hotel Hasla ở Oslo 5. Thì cũng các bạn đã thấy đó, thì trong mấy ngày hôm nay và cả hôm nay và cái ngày mà mình lái xe thì cũng là trời mưa. Cuối cùng mình cũng tới nơi và mình đậu xe trước cửa vào hotel. Bây giờ thì mình phải đi lên các bạn nhé. Hẹn gặp lại. Thế là một ngày làm việc cũng xong. Lúc này là khoảng 12 giờ đêm. Mình ra xe cùng với một cô bạn đồng nghiệp để đi về. Cô bé này thì ở nhà của cô không có xa, cho nên cô ta ngồi chung xe, mình chở cô ta về nhà. Từ hotel tới nhà của ta thì chỉ khoảng chừng 5-10 phút thôi. Đường hôm đó thì mưa mà trời thì âm u, khuya đêm tối, thì mình nghĩ là mình có xe nên mình đưa cô bé ấy về, rồi tiện đường mình chạy ra quốc lộ. Take a real close look now. As soon you realize you don't know what's coming down. I got you hypnotized. Take a real close look now.
would say we were good together. I would say we had fun, but our trails would never run forever. The words is the